Truyện tích thứ 28, chuỗi mân côi với bà vợ thượng tọa Nhật Bản. Ở Nhật Bản, số người Công giáo rất ít, cả nước may ra mới có đủ 500.000 người. Nhưng ai là người Công giáo thì đức tin rất vững mạnh. Natalia khi còn nhỏ được theo học trường Công giáo do các bà Phước dạy, đã được rửa tội. Năm 17 tuổi, được xưng tội rước lễ và chịu đầy đủ các phép bí tích cần thiết do các bà Phước hướng dẫn, nhất là năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Lớn lên, đến tuổi lập gia đình theo tục lệ Nhật Bản thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chồng Natalia là một vị sư thượng tọa, tu ở chùa cách nhà chừng 7 cây số. Theo chồng về chùa, Natalia làm những công việc bình thường như tiếp khách hành hương, thắp nến đốt nhang. Hai vợ chồng sinh hạ được 8 người con, vừa trai vừa gái. Thời gian trôi qua, bà đã ở với chồng được 70 năm. Các con cũng lần lượt chết hết. Đứa thì chết trận, đứa thì chết bệnh. Sau cùng, chồng bà cũng chết. Nửa năm sau, có một vị thượng tọa đến tiếp thu ngôi chùa. Bà phải ra đi tìm nơi sinh sống. Cũng may bà tìm được dưỡng đường của chính phủ để sống trong cảnh cô đơn đã 10 năm. Suốt trong thời gian 7-80 năm, dù ở trong chùa, bà không bao giờ bỏ đọc một hai kinh kính mừng, và đôi khi còn lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ nữa. Bà cầu xin Đức Mẹ cho được gặp linh mục chịu các phép đạo trước khi chết. Đức Mẹ đã nhận lời cầu xin của bà. Một hôm, khoảng 2 giờ sáng, chuông điện thoại của cha Gomen reo vang. Cô y tá trực đêm ở dưỡng đường mời cha Gomen đến gấp vì có một người sắp chết muốn gặp linh mục. Cha vội vã đến ngay lên lầu 3, phòng F320, thì là một bà cụ đi lưu. Nhưng cha cứ vào hỏi thăm, bà mới thổ lộ tâm tình tất cả. Như vừa kể trên, bà giơ chuỗi hạt trong tay và tỏ ý muốn xưng tội, rước lễ. Thấy bà quá yếu mệt, cha giải tội, cho bà rước lễ và sức dầu. Khi làm thủ tục vừa xong, đang khi ban ơn toàn xá thì bà tắt thở, tay vẫn còn nắm chuỗi hạt mân côi. Lời bàn, ai đọc câu chuyện này cũng rất cảm động. Lấy chồng là một thượng tọa Phật giáo, ở trong chùa suốt 70 năm, gõ mõ tụng kinh, thắp hương đốt nến, ăn chay tụng niệm mà vẫn còn giữ được chuỗi hạt mân côi trong mình. Lại còn mỗi ngày đọc một hai kinh kính mừng kính Đức Mẹ thì kể là tuyệt vời. Đức tin người Nhật là thế đó. Nhưng phải nói chính là nhờ ơn Đức Mẹ cứu giúp phù trì ban ơn. Khi vào dưỡng đường, đôi khi muốn gặp linh mục nhưng ngại vì tự ái, vì mặc cảm. Đã 80 năm xa Chúa thì còn gì nữa mà trở lại. Nhưng chính là nhờ quyền lực của chuỗi mân côi mà bà đã được ân trọng này. Tạ ơn Chúa.